agency kết nối đến với nhà cung cấp. À, một bạn mentor một sao tại Dropy của chúng ta, và em nhận rất là ngưỡng mộ bạn đấy khi mà bạn ấy có được cái thành tích rất là khủng trong 90 ngày tốc chiến cũng như là bán hàng Kuchen thì siêu đỉnh luôn cả nhà ơi. À, mọi người có biết em ấy là ai không ạ? Mọi người có thể comment vào không chat tên của em mentor đấy được không ạ? Bạn ấy ở Bảo Lộc và bạn ấy cũng là một giáo viên mọi người. Bán hàng Kuchen siêu đỉnh và tại team Eagle thì đã đạt thành tích thứ 17 trong 90 ngày tốc chiến á. Và đó chính là bạn Lê Giang. Mọi người hãy thả thật nhiều tim, thật nhiều hoa để chào đón mentor một sao của chúng ta, MC Lê Giang ạ. Xin mời em Giang tiếp quản phòng Zoom nhé. Dạ. Tự nhiên màn hình của em nó đen thui. Cả nhà nghe em nói không ạ? Rồi, em không biết sao. Màn hình của em ơi. Có dạ, nhìn thấy màn hình của em á ra. Dạ rồi, ok. Có nhìn thấy em á. Dạ dạ dạ. Vậy thì em kệ cái màn hình của em đi. Đầu tiên thì em xin cảm ơn chị Nhẫn với lại phần lên mục tiêu rất là năng lượng nhá. Thực sự chị Nhẫn em rất là ngưỡng mộ bởi vì chị bán đơn Kuchen rất là đều. Không, em thì thường là em bán có tháng nhiều tháng ít, còn chị Nhẫn thì hầu như đơn rất là đều, cứ lâu lâu lại quăng vô một đơn Kuchen rất là khủng. Cho nên là thực sự giống như chị Nhẫn vừa nói với mọi người á, là chúng ta hãy cứ kiên trì với mục tiêu, hãy cứ kiên trì hơn cái sự kiên trì của khách hàng, thì nhất định là chúng ta sẽ chốt được các cái đơn hàng lớn thôi, đúng không mọi người? Dạ rồi, đầu tiên thì em cảm ơn ekip ngày hôm nay nhé, cảm ơn bạn Tấn Hòa đã dậy sớm mở Zoom cho chúng ta, cảm ơn bạn Thanh Tâm với lại phần one up đầu ngày rất là khởi động, rất là mạnh khỏe cho mọi người, và cảm ơn chị Nhận với lại phần lên mục tiêu rất là chân thực và rất là sát với lại những cái hành động, những cái công việc, những cái kết quả hàng ngày chị đã đạt được. Và ngày hôm nay thì em sẽ kết nối với là vai trò của một người kết nối, thì mọi người cũng thấy là trong cái mùa đông năm nay thì trời rất là lạnh đúng không mọi người? Ví dụ như em ở Lâm Đồng đây thôi, ở trước kia thì gần như là không có lạnh như bây giờ, nhưng mà bây giờ có lẽ là cái nhiệt độ, cái độ lạnh so với lại các cái tỉnh ở ngoài miền Trung và ngoài miền Bắc thì chắc là cũng không thua bao nhiêu đâu mọi người ạ. Cho nên là thực sự càng ngày em càng thấy trân trọng cái máy rửa bát mà em đang sở hữu, bởi vì mọi người biết sao? Một ngày mà mình có thể tiết kiệm được khoảng 30 phút cho đến 45 phút rửa chén là mình không phải tiếp xúc với nước, là tay của mình đã đỡ lạnh hơn rất là nhiều rồi. Cộng với việc là máy rửa bát nó rửa sạch, nó sấy khô chén bát cho mình, thực sự là rất là thích luôn đó mọi người. Kể cho mọi người một câu chuyện ngày hôm qua của một chị đại lý của em. Chị chưa biết gì về máy rửa bát hết. Tự nhiên thấy cái máy rửa bát khuyến mãi thì cứ đăng bài vậy thôi. Xong cái hôm qua có khách hỏi, gọi cho em ba cuộc điện thoại. Mà thực sự là chưa biết gì về máy rửa bát luôn, không biết là máy rửa bát nó xài viên rửa hay nước rửa bát, rồi là chức năng, rồi chương trình như thế nào. Và gọi cho em đúng 3 lần và đã báo cho em một cái tin là đã chốt thành công một cái đơn máy rửa bát 27,9 triệu vào trưa ngày hôm qua. Cho nên là tại sao kể với mọi người câu chuyện này? Mình cứ đăng bài, mình cứ học sản phẩm đi. Chị đó là còn chưa học sản phẩm nha, chưa học sản phẩm bao giờ luôn á mà còn chốt được. Tại vì mọi người biết không, và thực sự rất là vui bởi vì chị bán ngay cho anh hàng xóm nhà em luôn. Bởi vì hàng xóm nhà em, nhưng mà mình cũng không chơi thân, mình cũng chỉ biết cho mình cũng không thân. Nhưng mà anh hàng xóm đó lại là bạn của chị, bạn thân của chị, cho nên là mình cứ đăng bài, mình cứ bán hàng. Bởi vì sao ạ? Mình có rất là nhiều bạn bè, những người thân thiết thì người ta sẽ tin tưởng và người ta sẽ mua hàng của mình. Và mình bán những cái hàng gia dụng của Kuchen thì mọi người rất là yên tâm rồi đúng không? Mình không còn phải lo về lăn tăn về chất lượng nữa. Giờ có lẽ nhiệm vụ chính của mình là nắm thật rõ sản phẩm, nếu như mọi người chưa có điều kiện trải nghiệm các sản phẩm đó. Còn nếu như mọi người có điều kiện thì thực sự là mọi người hãy tranh thủ trải nghiệm đi ạ. Và một cái điều mà em thấy rất là vui là đợt gần đây á, khi mà Kuchen đưa ra chương trình khuyến mãi là mua máy rửa bát được tặng một cái nồi chiên hấp,
Thì thực sự là cái nồi chiên hấp thì quá xài rất là thích rồi, mọi người không cần phải nói gì thêm nữa, bởi vì em Giang đang sử dụng cái cặp đôi đấy, máy rửa bát và nồi chiên hấp, thực sự rất là tiện dụng luôn, và nó phục vụ cho cái cuộc sống gia đình của mình hàng ngày rất là tiện ích. Và khi mà Kugen đưa ra cái chương trình khuyến mãi đó thì thực sự điều em vui nhất không phải là tụi em bán được nhiều hàng đâu, mà là đại lý trong hệ thống của tụi em, mọi người tranh thủ trải nghiệm rất là nhiều, mọi người đặt cái combo máy rửa bát và nồi chiên hấp đó về về trải nghiệm. Thứ nhất là phục vụ cho gia đình, và thứ hai là phục vụ cho cái công tác cái công việc bán hàng tại The Rugby á mọi người. Cho nên là mỗi một lần mà thấy đại lý của mình mua những cái bộ sản phẩm đó về trải nghiệm là thực sự là rất là vui luôn mọi người. Có lẽ đó là những cái điều mà em vui nhất, bởi vì mọi người thấy này, sử dụng những cái sản phẩm khác ấy, thì mình uống hết hoặc mình ăn hết là nó hết rồi, còn lại hàng gia dụng thì nó sẽ còn mãi từ năm này qua năm khác, cho nên là nó giúp ích cho cái cuộc sống của mình rất là nhiều đó. Thì ngay sau đây em sẽ mời lên một chị mentor, tức là chị đã bán hàng Kuchen, tức là ngày xưa được từ hai những năm 2020 là đã được mệnh danh là thánh Kuchen rồi, và thời gian gần đây thì chị cũng mới 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 tức là tặng cho bản thân mình một bộ máy rửa chén và nồi chiên hấp. Thì chúng ta sẽ thử nghe cái cảm nhận của một người đã bán rất là nhiều rồi, rồi bây giờ có điều kiện để trải nghiệm những sản phẩm đó, thì xem cái trải nghiệm, cái chia sẻ của chị như thế nào nhé. Em xin mời lên đây chị mentor một sao Bích Liên ạ. Mời cả nhà thả bông thả hoa để chào đón chị Bích Liên nhé. Xin cảm ơn bạn mentor Lê Giang rất là nhiều. Xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng vô ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên thì cho em Liên xin giới thiệu bản thân một tí ha. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Thủy Bích Liên. Hiện tại thì Liên cũng làm giáo viên các anh chị. Và các anh chị biết sao, em Liên thì đã kinh doanh Kuchen từ năm 2020, cuối năm 2020 các anh chị. Đó. Và các anh chị biết không, năm 2021 thì em Liên, ngoài cái việc 2020 thì em Liên cũng đã bán khá nhiều robot rồi cả nhà, tháng nào cũng bán được 4-5 cái, 4-5 cái hết á. Và qua năm 2021 á cả nhà thì là gì, em Liên cũng đã là gì, giới thiệu, chia sẻ được cho những cái anh chị, khách cũ của mình, những cái máy rửa chén anh chị đó, cái đời 70 á, đời 70, bây giờ hình như mình dùng toàn là đời 80 mà. Đó, dạ rồi, em chào chị Thùy Trang, em chào anh Việt nhé. Thì các anh chị biết không, khi mà em bán cho khách á thì em cũng rất là mê. Mình mê bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà em đi bán cho khách xong ấy, khách sử dụng á, thì em có gọi điện hỏi là chị ơi, cái máy rửa chén á chị dùng chị thấy làm sao? Cái khách của em bảo trời, nó rửa sạch lắm cháu ơi. Đó ạ, rửa sạch lắm lắm luôn á. Không còn gì để nói. Và các anh chị biết như thế này, bán đồ gia dụng tiện ích đó cả nhà, các anh chị thấy là gì, nếu mà khách người ta không hỏi mình đó, tức là gì các anh chị, máy móc chạy rất là ok đúng không ạ? Đó, và các anh chị thấy không, khi mà em đi nhìn khách sử dụng như vậy, mình cũng rất là ao ước có một cái ha cả nhà ha, ao ước lắm luôn cả nhà. Đó thì là trong cái đợt này nè cả nhà nè, thì là gì, các anh chị thấy là Kuchen đưa ra cái chương trình khuyến mãi đúng không ạ, và gọi là gì, các anh chị bung nóc luôn các anh chị ơi, tính ra mình mua một cái máy rửa chén á, thì chỉ là mua một nửa giá trị của nó thôi đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái nồi hấp, các anh chị được tặng cái nồi hấp thì đã là 6,9 triệu rồi đúng không ạ, và mình còn được chiết khấu hoa hồng nữa, thì tính ra là gì, các anh chị chỉ mua cái máy đó với một nửa giá trị đúng không ạ? Và đúng là mình cũng phải là gì các anh chị, người ta hay nói một câu là gì, cao thủ thì không bằng tranh thủ đúng không cả nhà. Đó cho nên là em đi cũng tranh thủ mua trải nghiệm một cái máy các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì nhà Liên và nhà Lê Giang gần nhau, Lê Giang là đã có máy rửa chén rồi đó, và lúc nào á, bạn Lê Giang nói trời ơi xài sướng lắm chị ơi, thích lắm, đỡ mệt lắm đúng không ạ? Mà nhà em Liên thì gọi là quá bận rộn cả nhà, quá bận rộn luôn. Là vì sao, nhà em thì có một xóc đồ, cả bố và mẹ em này đều kinh doanh như vậy hết và rất là bận rộn rồi, ông thì lại còn là gì, phải đưa đón cháu các kiểu nữa đó, rồi nói chung đó là những em thì đi làm suốt cả ngày, hai vợ chồng em đi làm suốt cả ngày, thì chỉ có là gì các anh chị,
tối về dọn dẹp rồi này nọ, nó rất là mệt đó. Cho nên là ở đây là em Liên cũng đã tận dụng là gì, mình sử dụng robot để mà mình giúp cho cái công việc quét nhà dọn nhà của mình nó đỡ mệt, đúng không ạ? Và bên cạnh đó là nó còn thiếu cái máy rửa chén nữa nha. Đấy, khi mà tậu được cái máy rửa chén về thì là cả nhà mình đều rất là khỏe cả nhà, rất là khỏe luôn đó. Thì cái việc mà rửa chén rồi này nọ là tất cả là đều máy móc làm hết các anh chị, mà nó rất là sạch nha các anh chị nha. Ở chỗ đó là gì, nếu như các anh chị nhìn vào cái giẻ rửa chén của mình là mình đã không thấy ưng ý rồi, đúng không ạ? Nếu như các anh chị mà xài cái giẻ rửa chén, em nghĩ là cái nguyên tắc mà mình dùng đó là gì các anh chị, cứ ngày nào xài xong là phải vứt cái giẻ đó đi luôn, đúng không ạ? Bởi vì sao, em nhìn thấy cái đó nó không có vệ sinh lắm, đúng không ạ? Và nếu như mà mình dùng như vậy mình thấy nó cũng không có kinh tế, bằng việc là gì các anh chị, thay thế bằng một cái máy rửa chén, đúng không ạ? Một cái máy rửa chén anh chị biết không, rửa em để ý rồi các anh chị, tức là những cái nồi mà nó đóng dầu mỡ, đúng không ạ? Nó đóng dầu mỡ và bụi rồi này nọ lâu ngày, các anh chị bỏ vô cái máy rửa chén này chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi các anh chị, là gì các anh chị, những cái nắp nồi em để ý nó khó, dầu mỡ nó dính bét lại khó ra, mà các anh chị thấy là gì, nó bẫy hết, rất là sạch luôn cả nhà. Và các anh chị biết không, rửa được cái chén ra nó sẽ như thế nào các anh chị, cái chén á, rửa bằng nước nóng mà cả nhà, cho nên là gì, nó ấm cái chén, đúng không ạ? Các anh chị thấy khi mà ăn cơm mà mình lấy ra để mình ăn cơm là cái chén nó vẫn còn ấm ấm luôn cả nhà đó. Cho nên á, cả nhà thấy cái gì, mình nếu mà mình rửa bằng tay, các anh chị rửa bằng nước nóng cũng không ok lắm, đúng không? Cái da tay của mình nó cũng không tốt, rửa bằng xà bông cũng không tốt cả nhà đó. Cho nên là chỉ có máy móc nó mới làm được cái điều đó. Và có nhiều chị bảo là ủa rồi nó có sạch hay không, thì em cam đoan các anh chị là sạch hết. Tại vì các anh chị biết không, em dùng em hấp cá các anh chị, em hấp cá bằng cái nồi hấp của mình thì là cái da cá này cả nhà nè, mỡ nè nó đóng lại trong cái khay á. Nhưng mà là gì các anh chị, chỉ cần rửa bằng máy rửa chén cu tre này cả nhà, các anh chị không cần phải dùng bút sắt để chà chà đâu, thả vào đó rửa là sạch hết đó. Cho nên á, em nói là cái đợt khuyến mãi này là em rất là mê luôn. Bởi vì sao, các anh chị mua một được hai, nhà em Liên là đã xài cái nồi chiên rồi cả nhà, nồi chiên rất là ok luôn, chiên hấp chiên gà cả nhà, nướng gà bằng nồi chiên không dầu cực kỳ ngon cả nhà, da gà giòn rụm, đúng không ạ? Và em Liên cũng rất là thích cái nồi hấp đó. Thì thôi tranh thủ đợt này thì ta tậu luôn, đúng không ạ? Và khi tậu xong thì là rất là ưng ý cả nhà ơi, đúng không ạ? Mình nhìn vào cái nhà bếp của mình nó gọi là gì các anh chị, nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm các anh chị, đúng không ạ? Tại vì em Liên là một người hơi gọi là hơi mập á, cho nên là em thích ăn những cái đồ hấp nhiều hơn là đồ chiên, đúng không ạ? Xào đó thì tiện là có cái nồi hấp này về thì là gì, sử dụng quá là ok luôn cả nhà, đúng không ạ? Mình thứ nhất là mình tiết kiệm được những cái gọi là gì các anh chị, nguồn nhân lực, đúng không ạ? Để dành cái thời gian đó mình đi làm việc khác, anh chị hãy để dành cái thời gian đó đi sell đồ tiện ích của chen đi cả nhà, đúng không ạ? Đó, nó sẽ rất là ok hơn để dành cái thời gian rửa chén, đúng không ạ? Ta đi tập thể dục được một tí, đúng không ạ? Tập thể dục được tầm 1 tiếng rưỡi đó cả nhà, đúng không ạ? Đó cũng rất là ok, đúng không ạ? Đó, và ở đây các anh chị, em Liên mới phát hiện ra được là gì các anh chị, nếu cuộc sống của mình á, đúng không ạ, mà có những cái đồ gia dụng tiện ích của Gen hỗ trợ thì các anh chị sẽ thấy như vậy, chúng ta sẽ làm gì các anh chị, happy hơn, đúng không ạ? Vui khỏe, trẻ đẹp hơn ha cả nhà ha, đúng không ạ? Và ở đây là gì, các anh chị hãy tranh thủ cái đợt này nè các anh chị nè, gọi là gì các anh chị, chúng ta trải nghiệm sản phẩm, đúng không ạ? Để làm gì, cái thứ nhất là nó khỏe cho bản thân của mình, cái thứ hai nữa là các anh chị sẽ có được những cái sản phẩm gọi là gì các anh chị, thực chiến á. Tại vì sao, khách hàng của em Liên á, khi mà em Liên bán robot á hoặc là máy rửa chén á, thì khách hàng họ hỏi là ủa chị ơi, nhà chị xài chưa đó, nhà chị xài chưa, chị có robot không, mang tới đây cho em thử, hoặc là chị ơi cái máy rửa chén của chị xài ok hay không. Thì chắc chắn là mình sẽ nói ok rồi, nhưng mà khách mình lại hỏi là gì, vậy thì bây giờ em có sẵn hay không để chị chạy tới, đúng không ạ? Đó, nếu như mình có sẵn thì sẽ rất là ok ha cả nhà ha, đúng không ạ? Chỉ chốt khách trong vòng một nốt nhạc thôi ha cả nhà ha, đúng không ạ? Dạ rồi, thì cái sự chia sẻ của Liên về máy rửa chén của Chen á cả nhà, thì là gì? Và nồi hấp nữa, vô cùng tuyệt vời luôn. Em Liên hy vọng là gì, chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, các anh chị hãy tranh thủ khuyến mãi
để mà tạo sản phẩm đi, chứ không là không còn cơ hội nữa đâu nha cả nhà nha. Không ạ. Rồi thì cái chia sẻ của em Liên là xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn BDV Kuchen đã tạo cơ hội cho em Liên có cơ hội để mà được chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn các tất cả các anh chị rất là nhiều ha. Rồi, em xin cảm ơn phần chia sẻ rất là năng lượng của chị Liên ạ. Không biết là vừa rồi nghe chị Liên chia sẻ thì đã có mọi người có rất là muốn sở hữu cái bộ đôi máy rửa bát và nồi chiên hấp không ạ? Thực sự là giống như chị Liên nói đó, mình hãy tranh thủ ngay cơ hội này. Tại vì thực sự mọi người, cái hồi em mua máy rửa bát không được tặng cái gì hết á. Cho nên là thực sự là thấy rất là tiếc. Cho nên mọi người, thực sự nếu như mình là đại lý ấy, thì mình chủ động được hơn, mình chủ động được hơn trong các cái chương trình khuyến mãi ấy, thì mọi người tranh thủ nhá. Thực sự là còn có 2 ngày nữa là hết tháng rồi, và cũng chuẩn bị một năm mới, chúng ta chuẩn bị bước qua năm mới rồi, thì cho nhà mình nó có thêm một cái gì đó mới mẻ, có thêm cái công việc của mình, nó có thêm một sự khởi sắc. Tại sao em Giang nói như vậy ạ? Bởi vì mọi người biết sao, trước kia em chưa hề biết gì về máy rửa bát hết. Không bao giờ mình nghĩ là mình có thể bán được những cái máy rửa bát lớn tiền như vậy đâu mọi người. Nhưng mà từ khi mà gia đình em trải nghiệm cái sản phẩm máy rửa bát á, thì thực sự em bán được rất là nhiều. Bởi vì sao? Thứ nhất là nhà mình có máy này, hàng ngày thì mình cứ quay video, mình đăng lên. Rồi khi mình sử dụng, thực sự cái niềm tin ấy mọi người, cái niềm tin của mình với lại cái sản phẩm nó tăng lên. Và khi cái máy rửa chén á, thì nó không như những cái sản phẩm khác là nhiều có những điều mọi người. Mình nghe thôi, mình không tưởng tượng ra được đâu. Nhưng mà mình nghe người ta nói mình không thể tưởng tượng ra hết được đâu. Nhưng mà thực sự khi mình xài rồi mình mới thấy là à nó vi diệu hơn là so với mình nghĩ rất là nhiều. Tại vì mọi người biết sao, ngày trước em rửa bằng tay á, là cái khay nướng á, mọi người muốn nói những cái mắt mắt nhỏ nhỏ. Em rửa em rất là bực mình. Mỗi lần rửa cái mắt cái khay nướng nó xong là em muốn vứt luôn cái giẻ rửa bát, bởi vì nó mắc lại rất là nhiều. Thực sự là em rửa không cách nào mà em rửa sạch hết. Đến khi mấy cái khay nướng nó vàng ươm luôn mọi người, tức là không thể rửa nổi nữa rồi. Đến khi xài máy rửa bát đó mọi người, đâu đấy cho vào máy rửa bát khoảng vài lần thôi là máy rửa bát nó xịt, nó rửa sạch như mới luôn mọi người. Rồi những cái chén bát của mình á, rồi những cái son nữa, mình rửa tay á mọi người, nó cứ bị cũ đi. Nhưng mà từ hồi em xài máy rửa bát tới giờ thì hầu như là những cái vật dụng trong bếp của em rất là mới, nó lúc nào nó cũng như là mới á mọi người. Những cái vết ố vàng mà mình rửa bằng tay mình không rửa được á, thì hầu như sử dụng máy rửa bát là nó đều làm cho chén bát của mình mới tinh luôn đó mọi người. Cho nên thực sự rất là thích. Và một cái điều mà em đang rất là thích là cái cảm giác khi mình cầm những cái chén mà rửa bằng máy rửa bát đó mọi người. Em không biết sao nhưng mà cái cảm giác tay cầm thôi nó rất là khác so với mình rửa bằng tay. Và một điều nữa là mình ít phải rửa bát đó mọi người, mình ít phải rửa bằng tay và mình xài lâu ngày á, mình xài lâu dần á, cái kỹ năng mà xếp chén bát vào máy của mình nó cũng tăng lên. Trước kia thì mỗi lần em xếp được rất là ít là nó đã đầy mất máy rồi, nhưng mà bây giờ khi mình xài quen, mình có kinh nghiệm rồi, em xếp được cái lượng chén bát rất là nhiều, mình xếp được nhiều nhưng mình biết cách xếp thì tất cả các cái chén bát mình xếp đều được rửa sạch hết. Chứ nhiều khách hàng mới mới sử dụng ấy thì nói là ô Giang ơi chị xếp có hôm nó không sạch, thì tại vì mình xếp chồng, bị chồng lên nhau á đó. Cho nên là trong cái quá trình em sử dụng và em bán hàng ấy, thực sự là mình nhận được cái sự hài lòng của khách rất là lớn. Hôm vừa rồi em có đi đi lắp máy rửa bát cho một cái nhà chị, đó là chị mới xây nhà xong và chị đó mua máy rửa bát của em từ cái hồi mà mới bắt đầu đặt móng nhà luôn á. Thế là mua luôn và thiết kế được cái chỗ để máy rửa bát ngay từ khi mà mình thiết kế nhà ấy mọi người. Thực sự là để cái máy rửa bát vô nó rất là sang khu bếp nữa, mà nó rất là gọn. Và mọi người biết không, khi vào lắp máy cho nhà chị đó thì những cái anh thợ làm sơn cho nhà đó có nói là họ rất là thích và họ đang chờ là xem nhà đấy sử dụng như thế nào thì để sẽ mua máy giống như 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 của cái nhà chủ đó. Bởi vì đặt cái máy vào, mọi người nhìn cái bếp nó rất là đẹp, mọi người thấy này, thường truyền thống á, đi thăm những cái nhà mà đã xây trước đấy rồi là gần như là hầu như chỉ có những cái ô tủ kín mít thôi chứ không có để được cái gì khác. Còn những cái nhà mà họ thiết kế cái ô để máy rửa bát ngay
bên dưới cái bồn rửa rửa chén á mọi người, thực sự rất là thích và rất là tiện luôn. Khi mình ăn chén ăn xong, xong nồi là mình chỉ cần mình xếp luôn xuống thôi, rất là tiện. Chứ như nhà em thì cũng có một chút bất tiện, bởi vì trước kia đâu có nghĩ là có máy rửa bát đâu. Nhưng mà nhà em còn may mắn là nhà em còn có chỗ mà để, thì nó cũng hơi bất tiện một chút là mình phải cho chén bát vào chậu rồi mình bê xuống. Đó, cho nên nếu như mọi người mà nếu mọi người đang có cơ hội mà mọi người chuẩn bị xây nhà, thì mọi người hãy cứ thiết kế cho mình một cái chỗ để máy rửa chén. Nếu như bây giờ mình chưa có điều kiện thì sau này mình có điều kiện mình mua, mình để có sẵn chỗ để á mọi người, nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Đó là những cái trải nghiệm của em sau khi bán và sử dụng máy rửa bát á, thì để cho mọi người có thêm cái kiến thức này, mọi người có thêm những cái sự tự tin nhất định để mình đi chia sẻ về máy rửa chén, thì em nghĩ là cái việc học kiến thức nền tảng về máy rửa chén là một điều vô cùng quan trọng luôn. Đừng để giống như chị đại lý của em ngày hôm qua, khách hỏi rồi cái gì cũng không biết hết. Cho nên nếu như ngày hôm nay mọi người đang có mặt ở trong Zoom, thì sắp tới đây mọi người hãy chú ý lắng nghe nhé. Nếu như nhỏ có những cái phần nào mà mình không nhớ, mình có thể nốt lại, bởi vì từng cái dòng máy rửa bát trên kệ của mình á, nó cũng có rất là nhiều sự khác nhau, thì mọi người hãy cố gắng mọi người học và mọi người nắm lấy những cái từ khóa về máy rửa bát. Ví dụ như người ta hỏi là ơ thế máy 27 triệu 9 với lại máy 29 triệu 9 nó khác nhau cái gì, thì mình phải biết chứ, đúng không? Rồi là kích thước của máy rửa bát ra sao, không lẽ lúc nào khách hỏi mình cũng chạy lên app rồi chạy lên Google mình search, đúng không mọi người? Cho nên mọi người hãy cho mình những cái kiến thức nền tảng nhất để khi nào mà khách họ hỏi thôi là mình có thể chia sẻ được ngay. Mình với lại mọi người biết sao, mình chia sẻ từ trái tim, tức là thực sự mình rất là khao khát, mình rất là mong muốn là khách hàng họ mua, họ sử dụng cái sản phẩm bên mình, tại vì mình biết rằng cái sản phẩm bên mình nó rất là uy tín, nó rất là chất lượng, thì chắc chắn nó sẽ mang lại cái sự hài lòng cho khách hàng ấy mọi người. Thì khi mà cái năng lượng của mình cao á, thì mình mới chốt được khách hàng, mình mới truyền được đến khách hàng cái niềm khao khát đó, đúng không mọi người? Chứ nếu khi mà mình cứ chốt hàng theo kiểu chốt đơn theo kiểu 50-50, mua thì mua, mua thì thôi, xong rồi mình vừa bán mình vừa sợ, ôi trời ơi không biết là họ xài, mình cũng bản thân mình chưa xài mình cũng không biết là trời ơi mình sợ quá, mình lỡ mình bán cho khách mà xài có vấn đề gì thì mình sợ thế này mình sợ thế kia. Cho nên là mọi người hãy cố gắng học những cái kiến thức nền tảng tốt nhất về máy rửa bát nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ được anh CEO của Kuchen trực tiếp đào tạo cho chúng ta nhé mọi người nhé. Em xin mời lên anh Mai Lâm ạ. Anh sẽ training kỹ hơn về phần kiến thức cho về máy rửa bát cho anh chị em chúng ta nhé. Em xin mời lên Zoom anh Lâm ạ. Cảm ơn chị Giang rất là nhiều. Xin kính chào quý anh chị. Thì cái Zoom máy rửa bát ấy là cái Zoom mà tôi luôn quan tâm. Bởi vì ví dụ như Zoom nồi chiên hay là các Zoom khác ấy, thì có thể là anh chị em tự làm cũng được. Bởi vì nó dễ. Và cái số lượng anh chị em chúng ta mua hay có máy rất là nhiều thì khi mà chúng ta nhiều và chúng ta đã dùng nhiều rồi thì nó đỡ. Còn với máy rửa chén Kuchen thì tính về doanh thu thì nó rất là lớn, bởi vì chúng ta bán cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà so với số lượng thì không thể nào mà so bằng gọi là mà nồi chiên không dầu hay là bàn chải đánh răng hay các thứ, bởi vì là cái giá nó có khá là nó cao hơn. Thì khi mà bán máy rửa chén thì đầu tiên chúng ta phải thuyết phục được chính chúng ta. Tức là các anh chị phải thuyết phục được anh chị là nó cần thiết, thì lúc đấy anh chị mới có thể bán được cho người khác. Còn nếu mà các anh chị nghĩ là bán có cũng được, không có cũng được ấy, thì chúng ta đang rất là sai trong tiêu dùng. Chúng ta đang rất là sai trong tiêu dùng, và chúng ta ngay cả chúng ta nghĩ nó có cũng được, không có cũng được, thì chúng ta rất là khó bán. Thì máy rửa chén cũng giống như các cái thiết bị khác trong gia đình khi mà mới ra đời, là sẽ gặp những cái câu nói rất là tiêu cực hoặc là điều này điều nọ. Thì khi mà chúng ta kinh doanh máy rửa chén, chúng ta học kỹ thì chúng ta hiểu là máy rửa chén là một cái trang bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, không thể thiếu, và nó cũng giống như là máy giặt, nó cũng giống như là tủ lạnh, nó cũng giống như điều hòa nhiệt độ, và nó là một cái trang bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Còn khi mà bán hàng, anh chị sẽ gặp phải những cái câu như thế này này. Có oxin nhà, có oxin tức là nhà có người giúp việc ấy, có cần mua máy rửa bát hay không, rồi máy rửa bát có sạch không, rồi mỗi lần mà rửa bát lại phải xếp bát vào máy thì thôi tớ ngoài cái cho nó xong. Nhiều người họ hay nói những câu tiêu cực như vậy, rồi là có tốn tiền không, có tiền điện không, tốn nước không. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết những cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta sẽ
sẽ thuyết phục được chính mình và thuyết phục được 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 khách hàng. Thì mỗi cái một lần zoom tôi sẽ nói với câu như thế này này, không ai giỏi nên, không ai trở nên xuất sắc nhờ vào giỏi rửa bát và giỏi quét nhà, mà giỏi rửa bát, chăm chỉ rửa bát và chăm chỉ quét nhà thì nó làm, nó giết chết ước mơ của chúng ta và giết chết cái tài năng của chúng ta. Bởi thời gian của chúng ta là có giới hạn. Mỗi người của chúng ta, dù các anh chị là tỷ phú hay dù các anh chị là một người rất bình thường, thì thời gian trong ngày chúng ta có 24 tiếng. Và vì vậy cho nên nếu các anh chị dành thời gian cho rửa bát, dành thời gian cho quét nhà, dành thời gian cho phơi quần áo, thì chị mất thời gian để đọc sách, mất thời gian để học cái khác, mất thời gian để chăm sóc con cái, mất thời gian để chăm sóc chính bản thân mình. Và anh chị tưởng tượng xem, nếu mà một vòng đời chúng ta 22 tuổi chúng ta rời khỏi trường đại học cho đến ngày chúng ta về hưu, hoặc là thậm chí cả sau khi về hưu chúng ta vẫn làm cái việc rửa bát, quét nhà, dọn nhà, thì như vậy chúng ta mất cả rất là nhiều năm cho một cái việc mà không giúp chúng ta trở nên xuất sắc hơn. Mà chúng ta làm một cái việc không giúp chúng ta trở nên xuất sắc hơn thì chúng ta rất là lãng phí, rất lãng phí. Tại sao cũng bằng thời gian 24 tiếng như chúng ta mà có người họ rất giỏi, có người họ kiếm tiền rất tốt, có người họ rất là đẹp, có người họ rất là chăm sóc được con cái, mà chúng ta lúc nào cũng thấy bận túi bụi, lúc nào chúng ta cũng thấy ngập mặt trong xà phòng, ngập mặt trong nước rửa bát, ngập mặt trong việc phơi quần áo, lau nhà. Đó, trong khi người khác ấy, thì họ xinh đẹp, họ có thời gian học cái mới, có thời gian bán hàng, có thời gian nâng cấp bản thân, và gia đình họ trở nên rất là nhàn nhã, trong khi gia đình mình lúc nào cũng tất bật. Đó, bởi vì sao? Bởi vì họ sử dụng thời gian một cách hợp lý. Thay vì họ đi rửa bát mỗi ngày mất 30 phút một tiếng, thì họ có cái máy rửa bát khấu hao. Chúng ta máy rửa bát chúng ta có thể dùng 10 đến 15 năm và thậm chí hơn. Và khấu hao mỗi ngày cho một cái máy rửa bát nó chỉ 5.000 thôi. 5.000 thôi. Và 5.000 đó nó mua được một tiếng đồng hồ của các anh chị. Và một tiếng đồng hồ đó nó giúp cho các anh chị trở nên giỏi hơn, đẹp hơn, có thời gian hơn. Thì như vậy đầu tư một cái máy rửa bát là rất xứng đáng, rất là xứng đáng, rất là xứng đáng. Rồi, thứ hai nữa là về mặt điện, tiêu thụ điện, thì với máy rửa bát thì nó sẽ tiêu thụ điện ít hơn là chúng ta rửa bằng nước nóng thông thường, bởi vì máy nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Với nước thì mỗi cái máy rửa bát nó sẽ dùng hết khoảng 9 cho đến 21 lít nước. Còn nếu chúng ta rửa bằng tay, chúng ta sẽ rửa hết khoảng 40 lít nước nếu chúng ta rửa kỹ và rửa sạch. Rửa sạch gần được như máy thì chúng ta mất thời gian. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta rửa chén bát bằng máy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được điện và tiết kiệm được thời gian hơn, tiết kiệm được nước hơn. Còn bởi vì là cái zoom này chúng ta sẽ có một số người họ chưa dùng máy rửa bát và cũng chưa bán máy rửa bát của chén, thì tôi sẽ xin share cái màn hình để nói những điều rất là cơ bản thôi, bởi vì những cái điều cơ bản này là những điều rất là cần cho chúng ta, rất là cơ bản. Tôi lần nào tôi cũng phải nói lại cái điều này, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn mới và đây là những cái điều rất là cơ bản để chúng tôi bán hàng. Và dù các anh chị bán được nhiều hàng rồi thì các anh chị vẫn cần phải nhớ lại cái điều này để anh chị sẽ nói chuyện với khách hàng chúng ta một cách thuyết phục hơn. Thì với nhiều người họ bảo là rửa tay sạch hơn rửa máy, thì cái này là cái rất là sai lầm khủng khiếp, bởi vì rửa máy rất là sạch. Các anh chị nào ở nhà có chén, có máy rửa bát, cầm chén đĩa lên là nhìn nó mê lắm. Còn nếu mà chúng ta không có thì sau một thời gian cái dụng cụ nấu ăn chúng ta nó sẽ trở nên xấu và bẩn và nó xước. Mỗi một cái rẻ rửa bát, tức là trên người ta zoom lên trên kính hiển vi, người ta nhìn thấy là có 10 triệu vi khuẩn trên mỗi inch vuông. Một inch là 2.4 cm. Đó. Thì chúng ta sẽ có 10 triệu vi khuẩn trên một cái miếng rẻ rửa, một cái gọi là một inch 2 cm, tầm bao nhiêu? 4 cm vuông, 5 cm vuông gì đấy. Cái rẻ rửa bát ấy có 10 triệu vi khuẩn.
và chúng ta cái rẻ đó bát chúng ta là một trong hai nơi bẩn nhất trong gia đình. À, nhưng mà chúng ta dùng cái này chúng ta rửa, chúng ta đây là một nơi rất là kinh khủng. À, bồn rửa bát cũng là nơi gọi là cư ngụ của rất là nhiều loại vi khuẩn virus, mà lâu nay chúng ta không nhận thấy nó bẩn bởi vì chúng ta ngày nào chúng ta làm rồi chúng ta quen. Chứ còn lại trong cái rẻ rửa bát, khi mà chúng ta rửa xong thì cái thức ăn và những cái đồ bẩn nó dính vào đấy và nó phát sinh vi khuẩn rất là khủng khiếp. À, nấm mốc và cái vi khuẩn nó phát sinh nó sẽ gây, và khi mà chúng ta rửa nó dính vào bát đũa chúng ta và chúng ta không, rất là khó để mà rửa hết các cái vi khuẩn virus ở trên bề mặt, thì nó sẽ gây ra những cái ngộ độc cho cơ thể, và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Còn riêng cái thớt, tại sao chúng tôi bảo là cái rẻ là nó là một trong hai thứ, bởi vì cái thớt trong gia đình nhà chúng ta là nơi bẩn nhất trong gia đình. Các cái nhà khoa học họ đã kiểm tra thì trong gia đình và trong các cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta ấy, thì cái thớt nó bẩn hơn cả trong nhà vệ sinh, tức là các cái vi khuẩn độc hại nó nhiều hơn cả trên nhà vệ sinh. Cho nên là nếu như chúng ta rửa cái thớt bằng tay rồi rửa một cái thớt bình thường, và cái thớt thì kể cả cái thớt các anh chị mua cái thớt có chức năng chống khuẩn ấy, thì vi khuẩn nó vẫn nằm ở đó và nấm mốc ở đó nó sẽ dính vào thức ăn của chúng ta và nó sẽ gây những cái bệnh về ung thư hay những cái bệnh rất là nguy hiểm cho cơ thể từ cái thớt. Thì khi mà các anh chị mà không có máy rửa bát thì các anh chị cứ xuống nhà, các anh chị mở cái máy, hết cái kết thúc chương trình này các anh chị mở lấy cái thớt của gia đình chúng ta ra, các anh chị xem nó bẩn lắm, rất bẩn lắm. Còn nếu các anh chị mà có máy rửa bát thì cái thớt, kể các anh chị vừa mới thái cá xong, cắt làm cá, làm các cái đồ bẩn tánh xong thì chúng ta rửa cũng rất là sạch. Còn bình thường khi chúng ta rửa cái thớt hay rửa các cái thứ khác mà chúng ta dùng cái rẻ để rửa ấy, thì cái dầu rửa bát nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là sạch thôi, chứ thực ra nó không sạch được. Còn với máy rửa bát thì nó sẽ làm sạch bằng nước nóng hóa chất và nó phun trong một thời gian dài để diệt hết vi khuẩn virus trên các thiết bị nấu ăn chúng ta, trên các cái bát đĩa. Và máy rửa bát ấy thì mới nó có thể kết thúc chương trình rửa bát, nó có một cái chương trình gọi là làm trung hòa các cái chất tẩy rửa, thì cái trung hòa đó nó giúp cho chúng ta không còn tồn dư hóa chất trên các cái dụng cụ nấu ăn hoặc là bát đĩa. Cái việc mà bát đĩa nó không còn tồn dư hóa chất là cái việc rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta rửa bát bằng tay, nếu các anh chị rửa bát bằng tay thì các anh chị rất khó để có thể làm trôi đi cả hết cái nước rửa bát, nước rửa chén nó dính ở trên bát đĩa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta xả với nước hoặc ngâm trong nước thôi thì nó vẫn chưa đủ. Còn nếu chúng ta ngâm trong nước nóng thì tay của chúng ta cũng không chịu được nhiệt độ cao. Các anh chị nghĩ thêm, nếu mà tay chúng ta đâu có rửa trong nhiệt độ 6-70 độ được. Còn với cái máy rửa chén thì nhiệt độ nó lên 6-70 độ thì nó làm sạch và nó trung hòa tất cả các chất hóa chất ở trong trên bát đĩa, vì cái vòng rửa cuối cùng thì là cái vòng rửa nó phun một cái chất trung hòa ra. Tôi hay nói chuyện với các anh chị làm thực phẩm và tôi hay bôi bác các anh chị bảo là cái ngành thực phẩm của các anh chị là rất là nhiều chất độc, bởi vì là các anh chị nuôi gà cũng hóa chất rồi cũng dùng chất tăng trưởng rồi này nọ. Tôi đấy là các cái cuộc nói đùa của tôi thôi, thì mọi người bảo là em rất là nhầm, mà cái việc mà thực phẩm bẩn là ảnh hưởng sức khỏe là đúng, nhưng mà không chỉ thực phẩm bẩn mới ảnh hưởng sức khỏe, mà gia đình nào mà rửa chén bát mà nó còn tồn dư hóa chất thì nó cũng rất là nguy hiểm. Mỗi một ngày chúng ta uống một cái lượng hóa chất dư thừa trên bát đĩa vào người thì dần dần nó tích tụ lại trong cơ thể và nó gây các cái bệnh rất là khủng khiếp. Cho nên là nếu chúng ta đang rửa bằng tay thì các anh chị vứt ngay cái nước rửa chén rẻ tiền các anh chị đang dùng, nếu anh chị lỡ dùng loại rẻ tiền, còn chuyển sang cái loại cực kỳ an toàn, còn hoặc là các anh chị phải mua lên máy rửa bát, vì cái tồn dư hóa chất đó nó sẽ đi vào cơ thể chúng ta. Thì mỗi lần các anh chị
Các anh chị mỗi ngày mình nạp một ít vào người, mỗi ngày mình nạp một ít vào người thì cái hậu quả sau này nó có thể khiến để chúng ta bị những cái bệnh tật nguy hiểm, những bệnh tật nguy hiểm đó. Cái này là cái rất là quan trọng để khiến chúng ta cần phải mua một cái máy rửa bát cho gia đình là như vậy. Như vậy ngoài nhiều nhiều người bảo là thôi ít người tự rửa cho nó nhanh, nếu mà tự rửa nó không sạch được mang bệnh tật vào người thì rửa tự rửa làm gì, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi tự rửa nó còn tốn điện tốn nước hơn thì tự rửa làm gì đó. Rồi cái này là cái mà cũng rất là quan trọng này. Nếu chúng ta rửa bằng bát, bằng tay và rửa nước nóng và dùng hóa chất thì cái bàn tay chúng ta trở nên tan nát. Nhất là mùa đông mà ở miền Bắc thì nghĩ đến cảnh rửa bát là thôi không muốn ăn cơm luôn. Bởi vì chúng ta đi rửa bát nó oải lắm. Đó. Còn với nếu nhà chúng ta có máy rửa bát thì cái việc mà rửa bát nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Con chúng ta có thể xếp vào và con chúng ta cũng có thể rửa được. À, cho nên là cái việc mà phải ngâm tay trong hóa chất, ngâm tay trong nước nóng nó hỏng hết bàn tay của chúng ta. À, cái này thì lần nào lại nói chuyện với các anh chị tôi bảo là anh chị nào mà càng chăm rửa bát ấy, thì càng nát bàn tay. À, và nó thương lắm. À, trong cơ thể chúng ta rất dễ dàng có thể chăm, có thể làm thẩm mỹ mặt, thẩm mỹ ngực, thẩm mỹ mông, nhưng mà bàn tay với cổ ấy, da cổ này, da bàn tay này mà nó hỏng ấy, chúng ta rất là khó làm thẩm mỹ và hình như là nhìn chúng ta rất là tội khi mà chúng ta có bàn tay xấu, khi mà chúng ta có cái cổ nó bị nhăn, bị sạm mà bị lão hóa thì chúng ta thì người đối phương nhìn thôi chúng ta rất là thương và chúng ta tự thấy tội nghiệp chúng ta. Thế tại thì chúng ta nếu chúng ta có một cái máy rửa bát thì chúng ta giải quyết được bàn tay chúng ta rất là đẹp. À, cái này là cái giá trị nhé. Khi mà chúng ta bị các cái bệnh về da tay thì rất là khó chữa. Nhiều người bạn của tôi là vì chăm chỉ rửa bát mà thậm chí là đi làm chứng minh thư, làm giấy căn cước công dân ấy, họ lăn tay không được luôn, bởi vì cái vân tay nó bị mất cả cái vân rồi. Thì như vậy rửa bát, như tôi nhắc lại một lần nữa, rửa bát không làm chúng ta xuất sắc hơn, nhưng mà rửa bát nó sẽ làm lu mờ cuộc đời chúng ta. Đấy, các anh chị nhìn cái bàn tay ở trên màn hình như các anh chị sẽ thấy nếu mà chúng ta không rửa bát, chúng ta có được bàn tay đấy thì cái giá, cái số tiền chúng ta để mua ra máy rửa bát nó hoàn toàn rất là xứng đáng, rất là xứng đáng. Ok, tôi sẽ nói nhanh là vì như vậy sẽ không đủ giờ vì nó còn nhiều cái tính năng, nhiều cái thứ khác nữa. Còn cái là đồ dùng cho trẻ em. Thì với các máy của Kuchen của chúng ta thì có cái chế độ rửa cho trẻ em và chúng ta sẽ yên tâm hơn khi chúng ta rửa các thiết bị cho con chúng ta trên máy và nó không tồn dư hóa chất và nó không còn, nó có chế độ tăng cường để diệt khuẩn và nó sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn. Cho nên là với những gia đình có trẻ nhỏ thì chúng ta rất là lo lắng về sức khỏe của con chúng ta thì chúng ta càng cần phải có một cái máy rửa bát. Cái này nữa là các cái thử nghiệm người ta sẽ cho thấy là nếu chúng ta rửa bát bằng tay thì cái lượng nước chúng ta tiêu tốn là từ 30 đến 100 lít nước. Thì tôi nghĩ là đợi lúc nãy tôi bảo với anh chị là 40 lít nước đấy, 30 đến 100 lít nước. Còn nếu chúng ta rửa bằng máy thì chỉ có 9 đến 21 lít nước. Đó, cho nên là máy rửa bát sẽ tiết kiệm nước hơn rất là nhiều. Nhiều người họ bảo là ôi máy rửa bát tốn điện, tốn nước lắm. Thì cái này nó hoàn toàn là sai lầm. Điện cũng như vậy. Điện tiêu thụ thì chúng ta tiêu thụ hết khoảng 220 đến 250 số điện trên một năm. Thì tức là mỗi ngày mỗi năm chúng ta hết khoảng 500.000 tiền điện thì mỗi tháng chúng ta hết khoảng 35 đến 40.000 tiền điện. Nên các anh chị không cần phải quan tâm tới điện. Bởi vì với nhưng ngược lại nếu chúng ta rửa bằng tay mà chúng ta rửa nước nóng ấy thì cái lượng điện chúng ta tiêu thụ hết lớn hơn rất là nhiều, lớn hơn một số điện rất là nhiều, vì chúng ta rửa khoảng 150 lít nước chẳng hạn thì cái số điện chúng ta tiêu tốn cũng đâu đó khoảng 3-4 số điện. Cho nên các anh chị rửa bằng tay thì mới tốn điện chứ không phải rửa bằng máy để tốn điện các anh chị nhé. Cái này là cái chúng ta biết để chúng ta tư vấn. Và khi mà khách của anh chị hỏi là có tốn điện không thì anh chị cứ tự tin trả lời là khoảng 30 đến 40 nghìn tiền điện. Và nhà nào cũng vậy. Thậm chí rất là nhiều nhà là cái tháng mà có máy rửa chén ấy thì là họ sẽ tiết kiệm điện hơn tháng họ không có máy rửa chén. Bởi vì thường rửa chén họ xả quá nhiều nước nóng, còn khi có máy rửa chén thì máy nó sẽ tự động làm nóng và không tốn nhiều điện. Cho nên là rửa bằng máy thì lại tiết kiệm hơn là rửa bằng tay.
Cái này là nhiều người họ sẽ nhiều người sẽ hiểu nhầm nhé, hiểu nhầm nhé. À, tí nữa bạn Hoa sẽ gửi cái slide này cho các anh chị. À, thì tại rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại là tại sao chúng ta lại cần phải mua máy để chạy Google mà không mua hãng khác. Đó, thay vì mua hãng khác thì mua Google, thì máy Google là máy 3 tầng rửa và nó full size. Full size là gì? Là kích thước lớn, kích thước lớn. À, khi mà chúng ta mua máy rửa bát thì rất là nhiều người bảo là ở nhà chị không đủ diện tích thì có nên mua máy nào, thì chúng ta cũng phải biết để tư vấn này. Trên thị trường chúng ta có cái máy là máy half size, tức là máy rất là nhỏ 6 bộ. Thì máy đấy thì thường là ở Nhật Bản và Đài Loan mà những người độc thân họ dùng. Thì máy đấy thì một số anh chị em mua về dùng, thì với tôi thì máy đấy là hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì cái máy đấy nó không rửa được nồi, không rửa được thớt và chảo. Thì nó chỉ rửa được mỗi bát đũa thôi, nó bé lắm. Thì cái máy đó người ta sản xuất cho người Nhật, người sống độc thân và họ không nấu ăn. Họ chỉ đi mua đồ ở siêu thị về, họ làm nóng lên họ ăn và xong rồi họ rửa thôi. Thì nó không hề phù hợp với người Việt. Người Việt chúng ta là gia đình rất là đông người. Gia đình chúng ta rất là đông người và chúng ta dùng rất là nhiều đĩa và dùng rất là nhiều dụng cụ nấu ăn. Thì chúng ta phải mua cái máy to. Máy to là full size. Full size thì phải mua 3 tầng rửa. 3 tầng rửa. Full size có 2 tầng rửa và 3 tầng rửa. Chúng ta phải mua 3 tầng rửa. Bởi vì người Việt Nam dùng nhiều đũa thìa và các cái vật dụng nấu ăn nhỏ vào đó. Thì chúng ta sẽ có được cái máy của chúng ta ấy, là nó sẽ đủ để mọi chức năng. Và máy chúng ta nó có chế độ là rửa một nửa. Thì trong trường hợp mà gia đình các anh chị mà dùng ít hoặc mà muốn rửa luôn thì chúng ta chỉ rửa half size, tức là rửa một nửa thôi. Nên khi rửa nửa trên hoặc rửa nửa dưới thì chúng ta rất là tiện. Các anh chị khi chỉ sắp bát đĩa vào và ấn rửa 1/2 thì nó sẽ tiết kiệm điện, tiết kiệm nước cho chúng ta. Đấy. Rồi máy của chúng ta thì thông thường thì máy của Google thì nặng hơn máy của hãng khác từ 10 cho đến 20 kg. Thì máy của Google là nó khoảng 60-65 kg, còn máy của hãng khác nó thường nó khoảng 40-45 kg. Thì như vậy tại sao có sự khác biệt như vậy? Bởi vì thân vỏ chúng ta chắc chắn hơn, chúng ta có cái thân vỏ khung xương nó chắc chắn hơn thì nó nặng hơn, và chúng ta có nhiều cái cảm biến, cho nên là cái máy nó sẽ nặng hơn và nó đắt tiền hơn là như vậy. Rồi chúng ta có bảo hành chính hãng. Thì với rất là nhiều hãng trên thị trường thì họ không có bảo hành chính hãng và họ chỉ nhập theo nhập khẩu tự do. Thì đến khi mà nó hỏng phụ tùng, mà ví dụ như sau một thời gian mà lỡ mà có một cái côn trùng nó vào, nó cháy mạch điện chẳng hạn, hoặc chúng ta bị sét đánh hoặc là bị gì đó, thì cái mạch điện của chúng ta, của Cú Chén thì hết khoảng 1,5 triệu một cái mạch điện vì xử lý trung tâm. Còn trong khi đó các hãng khác thì thường nó tới 7-10-9 triệu. Bởi sao? Rất là nhiều hãng họ không lưu kho phụ tùng, thì khi mà hỏng thì họ tháo một cái máy khác ra để lắp cho các anh chị. Và thường thì các anh chị chờ cái phụ tùng nó rất là lâu, chờ phụ tùng rất lâu. Tôi thấy là một số hãng mà các anh chị hãy khi mà các anh chị bán ấy, mà đại lý họ bảo là so với hãng này thì thế nào, thì đầu tiên thì chúng ta so về chúng ta bảo hành dài hơn, chúng ta chính hãng, chúng ta có phụ tùng thời gian ăn phụ tùng giá rẻ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì Google khi nhập hàng, Google nhập luôn cả phụ tùng, cho nên lúc mà gặp vấn đề gì thì Google sẽ có ngay để xử lý cho các anh chị. Còn với các hãng khác họ không phải chính hãng, họ chỉ nhập về họ bán, thì họ bán được thì được, mất thì mất, và họ sẽ không quan tâm quá nhiều đến chăm sóc khách hàng. Thì như vậy phụ tùng họ bán rất là đắt. Thì các anh chị vào các hội nhóm thì các anh chị sẽ thấy là họ đã phải đi mua một cái mạch điều khiển trung tâm tới 9 triệu hoặc là 7 triệu. Tại sao nó đắt vậy? Thực ra nó không đắt, mà là người ta không lưu kho phụ tùng, nên là họ mới tháo một cái máy khác ra để bán cái phụ linh kiện đó, cho nên nó mới đắt đó. Cho nên các anh chị khi mà các anh chị bán hàng với Google, các anh chị yên tâm, hàng chính hãng, xuất xứ rõ ràng, bảo hành dài hạn và đi cùng với các anh chị trong thời gian dài, tức là sau khi khách hàng họ mua thì Google sẽ đồng hành cùng họ cho đến hết vòng đời sản phẩm đó. Nên là các anh chị khi mà anh chị mua, cách rất là nhiều người họ bảo là tại sao lại chọn Google là như vậy. Còn tất cả các máy Google đều có độ khô là cấp độ A, tức là độ khô cao nhất, và độ tiết kiệm nhân liệu năng lượng là 2 sao 3 sao, tức là độ cũng là nhóm tiết kiệm năng lượng tốt nhất.
thì các khách hàng mua máy robot chúng ta rất là hài lòng. Các anh chị mà có máy robot chúng ta rất là hài lòng đó. Còn tôi sẽ xem. Ok, khách của em bảo đắt. Cái này là cái mà chúng ta phân tích cho họ biết được là chất lượng cao, rồi thân vỏ nó chắc chắn hơn, và chúng ta có bảo hành dài hơn, chúng ta có chăm sóc khách hàng tốt hơn, và chúng ta là thương hiệu uy tín, thì nó không thể nào mà rẻ được. Đó, rẻ thì tất cả những hàng cùng trên các anh chị biết ấy, là nếu như so cùng với tâm tiền chúng ta, cùng tâm tiền chúng ta, thì chất lượng chúng ta rất là cao so với đối thủ. Hoặc nếu chúng ta cùng chất lượng với đối thủ thì giá tiền chúng ta rẻ hơn đối thủ. Đó, thì một cái máy sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và với nhiều chức năng như vậy, thời gian bảo hành dài vậy, và cái độ gọi là độ ổn định của máy như vậy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà rẻ giống như một cái máy sản xuất ở Trung Quốc với cái trang bị nó ít hơn. Tôi nói là với những cái trang bị ít hơn nhé. Còn tất nhiên sản xuất ở Trung Quốc với những trang bị nhiều hơn, với những trang bị cao cấp, thì nó cũng rất là đắt, rất đắt các anh chị. Thì không phải cái nào, không phải là sản xuất Trung Quốc là rẻ hơn nhé. Đấy, 803, 83 và 803, 54 khác nhau chỗ nào? Thì với 803, 83 thì sẽ có nhiều chương trình hơn 803, 54. 803, 54 chúng ta có 6 chương trình, còn 803, 83 chúng ta có 9 chương trình rưỡi. Và 803, 83 thì nó có cái chế độ là chế độ tự động. Chế độ tự động đó là gì? Khi mà chúng ta cho bát đũa vào thì cái máy 803, 83 nó sẽ nhận dạng khối lượng bát đũa và đồ rửa, và sẽ tự động nhận dạng độ sạch. Thì trong quá trình nó chạy ấy, thì nó sẽ điều chỉnh để nó tốn ít điện và tốn ít nước nhất. Còn với 803, 54 ấy, thì khi mà các cái chế độ nó là định sẵn thì chúng ta sẽ chọn các cái chế độ để mà phục vụ theo đúng cái nhu cầu của chúng ta. Nó khác nhau lớn nhất giữa hai bản đấy là như vậy. Thì với cái 803, 83 thì chúng ta có ba chương trình tự động, còn với cái 803, 54 thì chúng ta chỉ có một chương trình tự động đó. Thì các anh chị nào mà quan tâm đến công nghệ hơn, rồi thích nhiều chương trình rửa hơn, thì chúng ta lấy 803, 83. Còn nếu mà các anh chị nào mà thích nó đơn giản, ấn một cái là chạy, không quan tâm đến không quan tâm quá nhiều đến công nghệ, thì cái 803, 54 là thừa đủ. Thì chính nhà tôi cũng đang dùng 803, 54, bởi vì tôi cũng không tôi rất là bận, tôi không quan tâm, nhà mình tôi chỉ về để ấn nút rồi nó chạy nó rửa thôi. Thì đấy là tùy vào nhu cầu. Thì chúng ta có được 803, 54 thì dễ sử dụng, ít chương trình hơn. Còn 803, 83 chúng ta có nhiều chương trình hơn đó, thì chúng ta phải học sử dụng. Thì chúng ta gọi là thích nhiều công nghệ, thích nhiều chức năng thì nó sẽ 803, 83 đó. Với cái design thì nó cũng khác nhau, design khác nhau, một bên thì cái phím bấm, còn một bên là cái màn hình, thì nó cũng thì tùy vào anh chị và nhu cầu thôi. Trên cái website chúng ta đã nói rõ về cái sự khác nhau giữa hai cái máy này, và có cái bảng so sánh. Không biết là Hoa có bảng so sánh không nhỉ? Em gửi cái bảng so sánh cho các anh chị. Cái 803, 83 nha, tôi sẽ nói một tí nhé. Không biết là tôi bị quá giờ chứ, chắc tôi bị quá giờ rồi. Đây sẽ nói một tí về cái chức năng của 803, 83 để các anh chị xem này. Nó nhiều lắm. Để mà nói chương trình thì kể cả hai cái máy này đều rất là nhiều. Đây là cái chương trình của 803, 83. Chúng ta có tới 8 chương trình và một cái 8 chương trình rửa. Và chúng ta có ba cái chương trình P6, P7, P8 này là tự động. Tự động là gì? Khi nó tự nhận biết được khối lượng, rồi độ bẩn, rồi để nó đưa ra cái chương trình. Để nó đưa ra cái chương trình rửa. Thì cái này thì ở cái T803 64 thì chỉ có một chương trình tự động thôi. Còn cái này nó có tới 3 chương trình tự động. Đó.
Ok, chắc là tôi đã bị lố thời gian rồi, tôi xin trả lời lại cho MC và các câu hỏi thì các chị cứ gửi vào trong cái các cái Zoom của các cái Zalo của Google và các cái hotline là 1900 8071 để các anh chị được các cái thành viên của Google hỗ trợ cho các anh chị. À, rất là tuyệt vời, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều ạ. Em Ngọc xin chào cả nhà. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vô cùng là tuyệt vời với cái phần chia sẻ của bạn Bích Liên, bạn Lê Giang cũng như là anh Đỗ Mai Lâm. Em Ngọc tin chắc rằng các anh chị đã có những cái quan niệm đúng hơn về máy rửa chén đúng không ạ? Và nhìn thấy rõ cái tiềm năng cũng như cái nhu cầu thiết thực ở gia đình mình. Các chị có thể tung nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn cái phần chia sẻ của anh Mai Lâm được không ạ? Cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Cả nhà mình tung bông tung hoa để cảm ơn phần chia sẻ của các chị ạ. Vậy thì qua cái phần chia sẻ của anh Mai Lâm thì tất cả các anh chị mà có câu hỏi, các anh chị mình có thể làm hỏi ở trong nhóm, các anh chị tham gia vào trong nhóm Zalo ha, để mà bộ phận kỹ thuật cũng như là bên phía nhà cung cấp sẽ chia sẻ cho các anh chị. Lúc nãy thì em Ngọc thấy là có anh chị hỏi là nồi chiên á, có đặt được cả con gà không, là đặt được nha các anh chị. Phần trả góp thì bên phía công ty sẽ chia sẻ cho các anh chị rất là rõ luôn, cụ thể ở phần trả góp. Bởi vì vừa rồi thì khách hàng của Ngọc rất là nhiều anh chị đã mua trả góp và rất là dễ dàng. Và Ngọc thấy là nếu mà lựa chọn cái phương án này cũng là một cái phương án rất là thông minh ạ. Như vậy thì khi mà anh Lâm chia sẻ thì Ngọc cảm thấy là thật sự là nếu mà ai mà chưa có cái máy rửa chén trong nhà chắc chắn là đang rất 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 là khao khát đúng không ạ? Rất là khao khát. Các anh chị nào mà mình rất là khao khát có chiếc máy rửa chén, comment cho Ngọc hai chữ khao khát được không ạ? Khao khát được không ạ? Bởi vì Ngọc thấy là vừa tiết kiệm thời gian nè, vừa tiết kiệm điện nè, vừa tiết kiệm nước nè, vừa đảm bảo cho vấn đề về sức khỏe nè, vừa đảm bảo về thẩm mỹ nè, đúng không ạ? Rồi chúng ta lại có chế độ full size nè. Đúng rồi, rất là nhiều anh chị khao khát, mình đã comment nhiều hơn nữa. Và rồi là chúng ta lại là cái sản phẩm của chúng ta thì cái phần mà chúng ta bảo hành đó rất là tốt, linh kiện thay thế thì luôn luôn sẵn sàng đúng không ạ? Luôn luôn sẵn sàng. Như vậy thì so với các sản phẩm máy rửa chén trên thị trường, chúng ta đang chiếm cái ưu thế rất là lớn. Và với cái sản phẩm máy rửa chén, về những cái quan niệm mà anh Lâm chia sẻ thì ta thấy là vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và so với những cái quan niệm trước đây của chúng ta, hoặc là nhiều khách hàng chúng ta đang nghĩ, đó là phải tráng qua chén, không cần đâu chị ạ, mình chỉ cần gạt thức ăn đi là được, rồi mất thời gian hơn, rồi rửa có sạch hơn không, vân vân, thì chúng ta đã được giải quyết hết tất cả những cái vấn đề như vậy rồi đúng không ạ? Và bản thân Ngọc thì rất là nhiều lần Ngọc chia sẻ với cả nhà là vì là nhà mình đã thiết kế ngay từ đầu là không có cái vị trí đặt máy rửa chén và thiết kế nó rất là chặt rồi. Cho nên là em Ngọc rất là khát khao, thật sự là đang nói với chồng là đang làm sao để mà thiết kế lại cái gian bếp của mình luôn để mà đặt chiếc máy rửa chén vào luôn cả nhà. Tại vì là khi mà khách hàng của Ngọc á, khách hàng nói một cái câu như thế này nè. Ngọc ơi, em có biết không? Nó sạch lắm luôn, nó sạch như cái kiểu là em nấu một cái nồi nước sôi, em rửa chén sạch thật sạch, sạch thật là sạch rồi. Em nấu một cái nồi nước sôi xong em cho chén vào, em ngâm xong em lấy ra. Nó sạch kinh kít đến như vậy. Thì khi mà khách hàng nói như vậy, mình cảm thấy rất là hào hứng, thấy rất là tuyệt vời luôn. Khách hàng đang băn khoăn, lúc nãy thì anh Mai Lâm có chia sẻ rồi các anh chị. Tức là những cái phần mà các anh chị đang lăn tăn, các anh chị có thể hỏi về phía bên công ty. Lúc nãy thì Ngọc nghe anh Lâm có chia sẻ cái sự khác nhau của hai máy này rồi. Đó là một dòng là máy cơ đúng không Lâm, một dòng là bảng điện tử. Và cái chu trình rửa thì một máy, cái máy mà 2279 á, thì nó chu trình rửa của nó là 6 thôi, nhưng mà bên máy bên kia là 9 chu trình. Thì các anh chị có thể là hỏi kỹ hơn ở phía mình liên hệ riêng á, liên hệ riêng để mà mình được giải đáp rõ hơn. Trả góp, hỏi trực tiếp Tấn Hòa đây cũng được các anh chị. Các anh chị có thể là liên hệ với Tấn Hòa, mình ở trong nhóm á các anh chị. Các anh chị có thể liên hệ, có Lâm, có Tấn Hòa đây, thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp để các anh chị hỏi về cái phần trả góp.
hoặc là ta thậm chí là các anh chị hỏi gọi tổng đài của cô Jen, các anh chị cũng có rồi, tổng đài của công ty rất là dễ, rất là dễ dàng luôn, và ta và cái việc chúng ta thực hiện rất là nhanh gọn luôn ạ. Cho nên là khi mà khách thức như vậy, vừa rồi thì Ngọc có một cái khách hàng Ngọc kể cho cả nhà nghe, đó là các anh chị nhà chị đó là chưa thiết kế cái chỗ đặt máy rửa chén, nhưng mà sau khi nghe Ngọc chia sẻ thì thích quá thì mua chiếc máy rửa chén về và không biết đặt đâu hết, thì đặt lên phía trên thì thấy nó không có đẹp. Và các anh chị biết là vị khách này đã làm như thế nào không ạ? Nhà thì rất là đẹp luôn cả nhà, nhà thì gọi là một chiếc, một cái căn biệt thự rất là đẹp, thì cái vị trí mà đặt cái tủ lạnh á thì các anh chị đó quyết định là dời chiếc tủ lạnh đi và đặt máy rửa chén vào, và cái phần thừa ở phía trên của mẹ của tủ lạnh thì sẽ làm tủ, tức là nhờ thợ đến để mà thiết kế lại là cái phần ở trên để làm tủ để đặt những cái thiết bị chén bát ở trong đó. Sau đó thì đây đây nè cả nhà, cả nhà có thể quan sát thấy hình ảnh, đây là cái, thật ra là cái tủ này là đặt tủ lạnh đó cả nhà. Và sau đó thì nhà gia đình của anh chị này đã quyết định là thiết kế lại cái phần ở trên thì sẽ đặt những cái phần chén bát, ở dưới thì đặt máy rửa chén, còn cái khu vực mà để tủ lạnh thì dời đi một cái khu vực khác. Các anh chị thấy là có ưu ái cho cái máy rửa chén không ạ? Điều này chỉ chứng tỏ rằng là cái máy rửa chén nó rất là cần thiết, đúng không ạ? Rất là cần thiết, và nếu mà chúng ta chia sẻ đúng cái nhu cầu thì khách hàng sẵn sàng vừa bỏ tiền ra mua máy rửa chén rồi cả nhà, mà bỏ tiền ra thiết kế lại căn bếp luôn cả nhà. Rất rất là tuyệt vời luôn, và hiện tại là Ngọc đang có rất là nhiều khách hàng đang suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là ngay cả bản thân nhà Ngọc cũng vậy, là cái phần tủ lạnh của mình sẽ di chuyển đi để mà thiết kế lại đặt máy rửa chén đó. Cho nên là, và với cái phần chia sẻ của anh Lâm sáng nay nữa, thì chúng ta đang cảm thấy rằng là nếu mà trong nhà mình thiếu chiếc máy rửa chén thì đúng là rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Là mình thiếu sót rất là lớn cho sức khỏe của gia đình mình nè, cho sắc đẹp, đúng không ạ? Sắc đẹp nữa, bởi vì sức khỏe thì ảnh hưởng đến sắc đẹp, rồi ảnh hưởng đến gì, kinh tế nữa, đúng không ạ? Vừa tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Nhà em y vậy luôn, chắc phải thiết kế như vậy, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta sẽ tranh thủ cái phần khuyến mãi còn lại trong năm 2022 này, chúng ta quyết định sẽ tậu một chiếc máy rửa chén cùng với một chiếc nồi chiên hấp ạ? Hãy comment là tôi đi ạ. Để chúng ta có thêm nhiều năng lượng hơn, nhiều cái sự quyết tâm hơn để chúng ta trải nghiệm cái chiếc máy rửa chén này, được không ạ? Các anh chị mình có quyết tâm, tôi tuyệt vời quá. Kim Dung, tiếp tục đi ạ. Ngọc nghĩ là các anh chị Thanh Hoa, cảm ơn đại lý Thanh Hoa. Tôi, các anh chị, còn chị nào nữa mà chúng ta có những cái quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta có trong đầu thì có trong tay, đúng không ạ? Mà chúng ta có trong tay rồi, chúng ta dễ dàng chia sẻ và chia sẻ, và chúng ta có nhiều cái đơn hàng lên đối với khách hàng để làm gì ạ? Ngoài cái việc chúng ta mang lại cái điều tuyệt vời cho chính bản thân mình, cho khách hàng của mình, thì các anh chị sẽ lên sao, lên số cùng với máy rửa chén của Chen, được không ạ? Mời Tấn Hòa, em có thể chia sẻ cho chị cái phần lên sao cùng với máy rửa chén của Chen, được không ạ? Trên kệ thì chúng ta đang có hai dòng máy, đó là 80354 và 80383, thì các anh chị có thể quan sát để thấy được là với cái giá bán lẻ chiết khấu và điểm boy. Đồng thời thì chúng ta đang lại còn đang được tặng một cái nồi chiên hấp nữa, đúng không ạ? Như vậy thì với cái chiếc máy rửa chén là 80354 thì chúng ta chỉ có mức chi phí là hơn 14 triệu. Còn chiếc máy rửa chén 80383 thì hơn 15 triệu thôi. Như vậy là chúng ta đang chi trả có một nửa giá trị thôi, đúng không ạ? Mà chúng ta nhận lại rất rất là nhiều luôn. Và để đạt được một sao thì các anh chị chỉ cần ba máy rửa chén là ta đạt được một sao rồi. Năm chiếc máy rửa chén thì ta đã đạt được là 2 sao, đúng không ạ? Lợi nhuận thì rất là khủng luôn, đúng không các anh chị? Và 3 sao thì các anh chị chỉ cần 7 chiếc máy rửa chén, và với một cái nguồn thu nhập là khoảng là trên dưới 70 triệu ở cái vị trí là 3 sao, đúng không ạ? Và trên 20 triệu ở vị trí là 1 sao. Các anh chị có thấy là tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời? Các anh chị có thể comment cho Ngọc được không ạ? Nếu các anh chị cảm thấy là rất là tuyệt vời thì các anh chị hãy comment cho Ngọc chữ tuyệt vời đi ạ. Và quá sức là tuyệt vời, đây là cái cơ hội rất là lớn mà chúng ta có thể tranh thủ trong những cái ngày thường á các anh chị, khi mà khuyến mãi dài thì mọi người đang rất là chờ, đúng không ạ? Nhưng mà cái thời gian còn lại ngắn á, thì chúng ta rất là dễ chốt khách hàng,
bởi vì là mọi người sẽ cảm thấy là rất là nôn nóng, bởi vì cơ hội cũng đã là gần hết rồi, gần kết thúc rồi, đúng không ạ? Cho nên là chắc là có một bạn này rất là nôn nóng cái sự giải thích của anh Lâm luôn. Anh Lâm có thể dành 5 phút, anh Lâm có thể rút lại nhanh, là tại vì em thấy là đại lý Thanh Hoa luôn luôn đặt cái câu hỏi là làm thế nào để làm sao để chọn hai cái mấy cái chén á, thì anh Lâm có thể chốt nhanh trong vòng 5 phút được mà. Xin mời anh Lâm ạ. Ok, rồi rồi, cảm ơn em. Yeah. Với hai cái máy này thì đầu tiên là hình thức ấy, thì các anh chị tùy vào các anh chị nhìn. Thì một số người thì thích về mặt hình thức thì tôi không nói, bởi vì cái này là cảm giác của anh chị. Còn về độ sạch thì tất cả đều rất sạch và rất khô, bởi vì độ khô là cấp độ A và độ sạch cũng cấp độ A trong theo cái tiêu chuẩn Đức. Rồi cái chức năng thì chức năng, những cái chức năng quan trọng thì hai bên đều có hết, tức là chức năng rửa, rửa rửa nhanh, chức năng rửa siêu sạch, chức năng về chức năng năng khử khuẩn, rồi rửa 3 trong 1, rồi tất cả mọi thứ nó đều ok cả. Cho nên về mặt sử dụng thì hai cái này đều rất ổn, không có vấn đề gì. Các anh chị thích cái nào mua cái đó, là đều đạt cái chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu hết. Cái 803 83 thì nó hơn với 803 54, là nó có ba chương trình tự động, thì còn 803 54 là chỉ có 1 chương trình tự động. Đó thì 83 83 thì nó có là tự động rửa nhẹ, tự động rửa trung bình và tự động rửa siêu mạnh. Còn với cái 803 54 thì nó chỉ có cái chương trình tự động rửa siêu mạnh, chứ nó không có hai cái chương trình trung bình kia đó. Cái này thì nó sẽ, cái 803 83 thì nó giúp chúng ta tiết kiệm điện hơn một chút, tiết kiệm nước hơn một chút, và thời gian nó cũng tiết kiệm hơn một chút. Bởi vì nó tự động cho nên là khi nó thấy sạch rồi, và khi thấy nó đủ nước rồi, khi thấy nó đủ là nó sẽ dừng, không hoạt, nó sẽ chuyển sang cái chu trình khác. Còn với 803 54 ấy thì nó, ví dụ một cái chương trình là 120 phút, thì nó sẽ chạy đến 120 phút nó mới dừng. Và ví dụ như là nó phải phun 8 lít nước thì nó phải phun hết 8 lít nước nó mới dừng. Đó, nó khác nhau cơ bản là như vậy. Một bên là nó, cái chương trình nó cứng, tức là nó cố định. Còn một bên chương trình là linh động, linh hoạt theo độ bẩn và theo cái khối lượng của bát đĩa chúng ta rửa. Đó, thì cái 803-83 là như vậy. Nó với 803-54 là như vậy. Để mà quyết định thì nó cũng tùy thôi, vì chúng ta trên thị trường có rất là nhiều loại. Thì với chúng tôi thì hai cái máy này đều rất là ok, đều rất là ok. Đó, các anh chị nhớ nhé, 803-83 thì nó làm gì, nó sẽ đo cái lượng mà bát đĩa chúng ta đưa vào rửa, đo độ bẩn chúng ta vào rửa, và nó rửa đến khi mà nó sạch ấy thì nó sẽ dừng cái chương trình lại. Còn với 803-54 ấy thì nó là cố định, chúng ta đưa ít bát hay nhiều bát vào thì nó cũng rửa như vậy, rồi đến hết chu trình thì nó mới dừng lại. Hết chu trình rồi dừng lại, nó vẫn có cảm biến độ sạch, nó vẫn có các cái cảm biến khác, nhưng mà nó luôn chạy ở cái mức độ cao nhất. Ví dụ chúng ta bỏ một cái bát vào thì cái máy 803-83 thì nó chạy chu trình 120 phút, thì 803-83 nó chỉ chạy bao nhiêu, khoảng 4-30 phút gì đó đã dừng rồi, bởi vì nó đã nhận thấy sạch rồi. Còn 803-54 thì nó sẽ chạy mãi. Đó, hai cái này khác nhau như vậy. Thì thông thường ấy, gia đình chúng ta cũng chả mấy khi mà rửa rất ít, lúc nào chúng ta rửa đây, cho nên là nếu mà chúng ta rửa đây thì 803-83 và 803-54 nó chạy không khác gì nhau cả, nó chỉ khác là khi chúng ta rửa ít hơn thì lúc đó 803-83 thì nó mới thông minh hơn 803-54. Còn nếu mà chúng ta lúc nào cũng kín bát kín đĩa thì hai cái này chạy y hệt nhau để các anh chị nhé. Dạ, rất là cảm ơn anh Mai Lâm ạ. Đại lý Thanh Hoa đã rõ chưa ạ? Cái phần chia sẻ của anh Lâm đã rất là rõ rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể là với cái phần chia sẻ này thì các anh chị có thể là tự tin để mà tư vấn. Cảm ơn anh Lâm. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. Bây giờ thì 803-54 và 803-83 nó đều rửa được nửa máy, tức là những cái chức năng cơ bản là giống nhau hết. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn cần 803-83? Bởi vì là với người châu Âu thì dù tiết kiệm 1 ml nước họ vẫn tiết kiệm, với 1 tí điện họ vẫn tiết kiệm. Bởi vì sao? Bởi vì họ xem cái việc bảo vệ môi trường là một việc rất là quan trọng. Cho nên còn, nhưng mà nếu mà với người người sử dụng ấy
thì cái việc tiết kiệm điện với tiết kiệm nước đó nó không nhiều, không nhiều. Nhưng mà chúng ta khi bán hàng mà chúng ta có những cái key để chúng ta bán hàng với những người mà họ thích tiết kiệm chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói với họ về tiết kiệm. Khi với những người mà họ thích bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ nói với họ về bảo vệ môi trường. Và cái máy nó có những cái để chúng ta nói chuyện với họ. Đó. Còn nếu mà chúng ta rửa phun tải nhé, các anh chị luôn rửa đầy kín bát đĩa thì là nó 803, 83 hay 803, 54 nó giống nhau. Còn nếu chúng ta rửa ít ấy, thì 803, 83 nó sẽ giúp các anh chị tiết kiệm hơn. Đó. Mà tôi thấy là gia đình chúng ta hầu hết là không lúc nào cũng kín bát đĩa cho nên là cái sự tiết kiệm nó không nhiều. Đó, để tùy vào các anh chị rửa thôi. Còn lại 803, 54 là nó thoải mái, cái chức năng nó thoải mái cho một gia đình sử dụng rồi. Tiền điện thì chúng ta sẽ tiêu thụ 35.000 cho đến 45.000 tiền điện, bởi vì người ta đo một gia đình người Đức mỗi năm thì tiêu thụ khoảng 230 số điện. Người ta tiêu thụ trung bình như vậy thì chúng ta chia ra thì hết khoảng 35 đến 40.000 tiền điện nếu chúng ta rửa ngày nào chúng ta cũng rửa. Còn nếu mà chúng ta nhiều gia đình thì có khi là không phải lúc nào cũng rửa thì nó còn ít hơn nữa. Và tiền điện chắc chắn các anh chị sẽ tiết kiệm được tiền điện nhé, bởi vì nếu chúng ta rửa bằng nước nóng thì cái tiền nữa chúng ta đun nước nóng nó nhiều hơn cái tiền điện của cái máy chúng ta sử dụng. Cho nên là dùng máy rửa chén thì lại tiết kiệm điện hơn là dùng rửa bằng tay. Thì chị Hoa, chị rất cẩn thận, chị cất cái hóa đơn tiền điện tháng trước và tháng sau. Thì cái tháng mà chị ấy dùng máy rửa bát Kuchen thì là cái tháng đó tiền điện và tiền nước gia đình chị ấy giảm đi. Và các chị không đo vào tháng 12 và tháng 4 nhé. Bởi vì không đo và tháng bao nhiêu, tháng 4, tháng 5 à. Tức là tháng 12 và tháng 5, tháng 6 gì đấy các chị không thể tính được. Bởi vì cái tháng này ấy là nhà chúng ta tiền điện nó tăng lên là do lò sưởi và do điều hòa nhiệt độ vào tháng 4, tháng 5 gì đấy thì là do điều hòa nhiệt độ. Còn với những tháng khác thì rất là tiết kiệm. Bởi vì chúng tôi đã gặp trường hợp là khách hàng mua máy rửa bát vào tháng 12. Thì cái tháng 12 này thì nhà nào cũng bật lò sưởi cả. Thì cái tiền điện là do lò sưởi chứ không phải là do cái máy rửa bát. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều ạ. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Chị ơi, có thể là cái này thì mình về số lượng đó chị, thì đặt là 15 bộ ha anh Lâm ha, 15 bộ chén bát của châu Âu á, cho nên là các anh chị mình có thể là mình sẽ phù hợp với ở bên Việt Nam mình. Thì em thấy là đặt được rất là nhiều, như nhà em hôm trước mà em đi nhà bạn em á, cả 10 người ăn thì tụi em đặt hết vào đó luôn á chị. Tấn Hòa xe dùm chị cái phần trả góp đi Tấn Hòa. Ngọc Lĩ là cái phần này các anh chị cũng rất là quan tâm, tại vì khi mà cái chi phí mà anh ta, nếu mà anh ta thấy nhiều á thì cả nhà mình có thể tách ra để mà cái phần trả góp nó rất là dễ dàng. Em cảm ơn anh Lâm rất là nhiều ạ. Các anh chị còn thắc mắc gì thì các anh chị có thể là hỏi trong nhóm được không ạ? Đây là cái phần trả góp này các anh chị. Nếu mà chúng ta thấy là cái số tiền chúng ta chi trả hoặc là khách hàng chi trả rất là thích rồi, nhưng mà đang rất là muốn, nhưng mà cái phần chi trả cùng lúc nó nhiều quá. Thậm chí có những nhà nhiều tiền đó cả nhà, nhưng mà họ vẫn muốn chia cái phần chi phí này ra. Bởi vì mỗi tháng mà họ tính cái thu nhập hàng tháng của họ để trả như vậy nó dễ dàng hơn. Nó dễ dàng hơn trả một lần. Thì đây là bảng trả góp nè các anh chị. Đây là với chiếc máy 29.900.000. Thì nếu mà trả trong vòng 3 tháng thì mỗi tháng chúng ta sẽ chi trả là khoảng 10.385.000. 6 tháng thì khoảng hơn 5 triệu. 9 tháng thì khoảng là hơn 3 triệu rưỡi. Còn 12 tháng thì khoảng 2.700.000. Đấy. Đúng rồi ạ. Lãi suất thì nó chỉ có một tí xíu thôi, cái phí quẹt thẻ các anh chị. Nó rất là ít luôn các anh chị. Nó sẽ tăng giảm khi mà tùy thuộc vào cái sự điều chỉnh của ngân hàng. Tuy nhiên là nó không bao nhiêu đâu ạ. Nó không bao nhiêu, nó chỉ xê dịch có vài chục ngàn thôi. Thì Ngọc nghĩ là nó không ảnh hưởng. Và với cái bảng này thì nó là cơ bản, rất là cơ bản rồi. Thì các anh chị có thể là chia sẻ với khách hàng rằng là nếu mà mỗi tháng mà chúng ta chỉ chi trả chưa đến 3 triệu để có được một chiếc máy rửa chén thì thật sự là với khách hàng cái điều này rất là đơn giản. Đúng không ạ? Nó đơn giản hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ nói rằng là nó khoảng 20, gần 30 triệu. Thì tùy cái kinh tế của khách hàng mà các anh chị có thể lựa chọn cái phương án này. Và trong cái lúc này, ngay cái lúc này vừa được khuyến mãi được các anh chị, cho nên là khi mà chia sẻ như vậy khách hàng rất rất là có lợi luôn, rất là có lợi cho khách hàng. Thì tùy vào khách hàng thì các anh chị có thể là chọn giải pháp hoặc là cho chính chúng ta, đúng không ạ?
Nếu các anh chị mà chúng ta đặt một chiếc máy rửa chén về với cái việc trả góp như thế này, mỗi tháng ta chỉ chi trả có vài triệu thôi, nhưng mà cứ tính là mỗi tháng ta bán thêm một cái máy rửa chén nữa, thì đúng là các anh chị quá sức là lời luôn đúng không ạ? Lợi nhuận quá sức là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Có rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ nó dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Các anh chị còn có thắc mắc gì nữa không ạ? Đây là chiếc máy 27,9 triệu các anh chị. Đây cái phần trả góp của chiếc máy 27,9 triệu các anh chị. Đó, thì 3 tháng là chưa được 10 triệu đúng không ạ? 6 tháng thì chưa được 5 triệu. Và 9 tháng thì chỉ hơn 3 triệu một xíu thôi, còn 12 tháng thì hơn 2 triệu rưỡi. Như vậy rất là dễ dàng để chúng ta có thể chốt một cái đơn máy rửa chén. Các anh chị nào mà mình chưa sở hữu thì hãy sở hữu ngay. Nếu chúng ta trả thẳng thì quá sức là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Còn nếu không thì chúng ta hãy chia ra làm phương án là chúng ta trả góp. Như thế này thì các anh chị sẽ thấy là mình có cái sản phẩm để mà sử dụng tốt cho gia đình mình rồi, lại có sản phẩm để mà chia sẻ với khách hàng. Khi khách hàng hỏi là nhà em có chưa thì mình rất là tự tin, em có rồi, em đang xài nè, em xài như thế nào, mình có thể chia sẻ cái cảm xúc trải nghiệm của mình, thì chắc chắn là các anh chị chốt đơn dễ dàng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Không biết là các anh chị mình có còn thắc mắc gì nữa không ạ? Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ gửi những cái lời chúc nhau thật là tuyệt vời trong ngày mới để chúng ta, và trong những ngày cuối tháng, để chúng ta có những cái thành quả tuyệt vời, những cái kết quả tuyệt vời, và lên lên sao nè, lên hạng sao, rồi có chốt thật là nhiều đơn trong những ngày cuối tháng này. Các anh chị, mình hãy gửi những lời chúc vào trong ô chat đi ạ. Hoặc là các anh chị Tấn Hòa, em có thể mở mic lên để cho tất cả mọi người chào nhau và chúc nhau trong những cái ngày cuối tháng này đi Tấn Hòa. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn Lâm ạ. Chúc tất cả anh chị chúng ta về đến cuối tháng này mọi người, hôm nay 28 rồi, còn 28, 29, 30 thì còn 3 ngày nữa mọi người cố gắng lên. 31 nữa Thái Hòa, 31 là 4 ngày cả nhà. Thì mọi người cố gắng bắt đầu mình lên cái mục tiêu bắt đầu mình chia sẻ nhé, để mà mình chạy về đích mai tâm nha mọi người. Cảm ơn tổ chức, cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Mai Lâm. Chúc cả nhà ngày mới bảo đơn nha.